cái bài của Vân Quang Long này. Được đấy, cái thằng tựa mới nhá. Long đi nữa sao không này nhé. Này hả? Hả? Này bên trái dựng mô hình ở đến đâu ở dựng mai dựng tiếp. Thank you.
Nên tôi sẽ xử lý vào 4 bên luôn nhé. Ừ, chỗ sáng này dùng 2 bên thôi. Vũ dùng 4 bên phủ hết một lượt bên tối đi nhé. Tôi nhấn, từ nhấn vô. Số đường chốt là thái dương nó bắt về này. Xong là bóng đổ chạy đây nhé. Đường chốt là tóc ở chỗ này nhé. Phản quang để sáng ra như thế được. Phản quang cuối để như này nhé. Dìm thêm một lượt nữa này. Đấy, còn cái chỗ này về sau tăng lên dần sau nhé.